Tình trạng bạn tham gia sự kiện Kiwi như bạn đầu tiên mình clip phần liên mô tả, mình lại làm theo hướng dẫn mình mà các bạn clip phần liên mô tả, các bạn cài đặt vào cái app Kiwi rồi các bạn đăng tải về, các bạn đánh giá cho nó 5 sao nha các bạn, rồi các bạn viết một bài đánh giá nha các bạn. Good. Rồi các bạn ghi, cứ bình luận gì cũng được chứ mà. Good app. Rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Công năng nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên siêu shop nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Á thiệt. Rồi. Rồi, các bạn click vào phần link thứ hai mình để tham gia sự kiện các bạn. Nhận một USD tên các bạn. Đâu rồi. Tên ảnh Google đâu bạn. Rồi các bạn đi chỉ username các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ username Telegram mình nè. Cộng. Anh. 0 3 2 9 9 3 1 5 7 7. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ RC20 vô đây các bạn. Rồi các bạn gỡ cái tệp nãy vô vào là các bạn bấm nút gỡ là ok nha các bạn. Để mình lấy cái địa chỉ với RC20 mình để nhận một UTT, để nhận một UTT các bạn. Sau khi chương trình này gấp kết thúc nó gỡ về cái địa chỉ với mình luôn các bạn. Cái này khá là ngon, các bạn làm nhanh nha các bạn. Rồi các bạn xóa app cũng được nữa nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ copy cái địa chỉ ETH mình nè. Các bạn dùng cái gì cũng được nha các bạn. Metamask, Chút Wallet, Intocan. Rồi các bạn sao chép địa chỉ dưới lên nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nè, các bạn quét vào đúng không? Mẹ. Rồi các bạn chọn chọn từ thiết bị nữa các bạn. Rồi các bạn chọn từ thiết bị, các bạn tải lên nha các bạn. Con mẹ. Tạp. Quýp xíu làm trong 5 phút. Các bạn nhớ lại. Sắp gây mà. Nhớ các bạn. Rồi các bạn bấm nút mở nè. Rồi các bạn bấm nút tải lên nha các bạn. Trời ơi cái máy này. Rồi các bạn bấm nút tải lên nha. Đạp cái này, đạp cái này, đạp cái này. Ok, ok. Lâm một bộ thêm một bộ thêm một bộ thêm tay cài. Rồi các bạn kiểm tra thông tin lên nha các bạn. Kiwi tên anh không phải là Telegram với xin em cộng anh 0 3 2 9 9 3 1 5 7 7. Kiểm tra giấy nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ là ok nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.